Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em trong tiết học môn âm nhạc ngày hôm nay. Để mở đầu cho tiết học của chúng ta, cô mời các em cùng đến với một trò chơi. Trò chơi có tên nghe giai điệu đoán câu hát. Cô sẽ cho các bạn quan sát và lắng nghe một nét nhạc. Các bạn cho cô biết nét nhạc này có trong bài hát nào chúng ta đã được học, tác giả bài hát là ai? Chúng ta đã nhận ra đây là giai điệu trong bài hát nào chưa các em? À, đây chính là giai điệu ở trong bài hát Nụ cười, nhạc Nga mà ở tiết trước cô trò chúng ta vừa học xong. Và trong tiết học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài hát Nụ cười. Thời gian còn lại chúng ta sẽ học bài tập đọc nhạc Giọng mi thứ, tập đọc nhạc số 2. Đây chính là nội dung của tiết 5, các em ghi bài vào vở. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, một ôn bài hát Nụ cười, nhạc Nga, phỏng dịch lời Phạm Tuyên. Trước tiên cô sẽ cho các em nghe lại bài hát một lần, chúng ta chú ý lắng nghe và nhắc lại cho cô bài hát có tính chất như thế nào, nội dung bài hát nói về điều gì. Như vậy là chúng ta đã nghe xong bài hát. Bài hát có tính chất như thế nào? Nội dung bài hát nói về điều gì? Bây giờ cô sẽ nhắc lại. Bài hát Nụ cười có tính chất vui tươi, sôi nổi. Và nội dung bài hát ca ngợi niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. Ở đó tiếng cười đem lại niềm tin và hạnh phúc cho mọi người. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta sẽ cùng luyện thanh khởi động giọng trước khi vào ôn bài hát. Chúng ta sẽ chú ý quan sát và thực hiện theo mẫu luyện thanh của cô. Chúng ta thực hiện rất là tốt. Bây giờ cả lớp chúng ta sẽ cùng hát ôn lại bài hát. Các em chú ý, chúng ta hát to rõ ràng, thể hiện tính chất vui tươi, sôi nổi. Chúng ta thực hiện theo nhạc đệm. Chúa
hiện rất là tốt. Chúng ta chú ý tính chất của hai đoạn. Đoạn 1 viết ở giọng đô trưởng, cho nên tính chất âm nhạc trong sáng rộn ràng. Và sang đoạn 2 thì chuyển sang giọng đô thứ. Âm nhạc có nét buồn thoáng qua, rồi trở nên rắn rỏi nghị lực, thể hiện niềm tin, tình đoàn kết của bạn bè trong tiếng cười lạc quan. Những chỗ có dấu nối thì chúng ta sẽ ngân dài cho đủ phách. Bây giờ cô mời các em cùng thực hiện lại kết hợp vỗ đệm theo phách. Chúng ta sẽ thực hiện theo nhạc đệm của karaoke. Thực hiện rất là tốt. Và với bài hát này thì chúng ta về nhà các em cố gắng hát thuộc lời, kết hợp với vỗ đệm theo phách, theo nhịp thật là nhuần nhuyễn. Chúng ta cũng có thể tìm thêm một số động tác của bộ gõ cơ thể body percussion để cho bài hát của chúng ta thêm vui tươi, sinh động hơn. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung thứ hai. Tập đọc nhạc giọng mi thứ. Tập đọc nhạc số 2. Trước tiên, chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu giọng mi thứ. Ở nội dung này, các bạn cần nắm được cho cô giọng mi thứ là giọng như thế nào và cấu tạo của giọng mi thứ. Giọng mi thứ có âm chủ là nốt mi. Hóa biểu có một dấu thăng, đó là nốt pha thăng. Về công thức của gam thứ, chúng ta chú ý từ bậc 1 đến bậc 2. Khoảng cách là một cung. Bậc 2 đến bậc 3, khoảng cách là nửa cung hay 1/2 cung. Bậc 3 đến bậc 4, một cung. Bậc 4 đến bậc 5, một cung. Bậc 5 đến bậc 6, nửa cung. Bậc 6 đến bậc 7, một cung. Và từ bậc 7 trở về bậc 1, một cung. Và âm ổn định nhất trong gam, người ta gọi là âm chủ, và đó là âm bậc 1. Chúng ta quan sát cấu tạo của giọng mi thứ tự nhiên và mi thứ hòa thanh. Ở đây chúng ta sẽ có gam mi thứ tự nhiên trước. Các em chú ý, sau khóa son chúng ta thấy xuất hiện một dấu thăng ở vị trí của nốt pha. Âm bậc 1 là nốt mi. Và chúng ta sẽ xây dựng đi lên. Như vậy chúng ta sẽ có thứ tự các bậc âm như sau. Nốt mi là bậc 1. Bậc 2 là nốt pha. Bậc 3 là nốt son, bậc 4 là nốt la, bậc 5 là nốt si, bậc 6 là nốt đố, bậc 7 là nốt rê và bậc 1 chính là nốt mí. Theo cấu tạo cung được sắp xếp như sau: một cung, nửa cung, một cung, một cung, nửa cung, một cung, một cung. Bây giờ chúng ta quan sát giọng mi thứ hòa thanh. Về cấu tạo dấu hóa thì cũng có một dấu thăng ở sau nốt son, xây dựng từ âm bậc 1 đi lên từ nốt mi đến nốt mí. Điểm khác nhau giữa hai gam này, các bạn chú ý ở âm bậc 7, đó là nốt rê. Đối với giọng mi thứ hòa thanh, âm bậc 7 tăng lên nửa cung so với giọng mi thứ tự nhiên,
Như vậy chúng ta thấy xuất hiện dấu thăng ở nốt re. Và từ âm bậc 6 đến âm bậc 7, chúng ta sẽ tính được khoảng cách của nó là 1,5 cung. Đô re là một cung. Từ nốt re lên nốt re thăng, chúng ta tính thêm nửa cung nữa, như vậy là một cung rưỡi. Còn ở giọng bi thứ tự nhiên, đô re chúng ta chỉ có một cung thôi. Đây là điểm khác nhau giữa hai giọng. Các em chú ý để phân biệt. Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe âm sắc của gam mi thứ tự nhiên và gam mi thứ hòa thanh để chúng ta phân biệt rõ hơn. Các em chú ý lắng nghe. Như vậy là cô vừa giới thiệu cho chúng ta về giọng mi thứ. Ở nội dung này thì chúng ta sẽ ghi khái niệm và cấu tạo gam mi thứ tự nhiên, mi thứ hòa thanh và trong vở cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung hai nhỏ, tập độc nhạc số 2, nghệ sĩ với cây đàn, trích bài hát trong phim Tiếng hát trái tim, nhạc Nga. Đây là bài tập độc nhạc số 2. Bây giờ cô sẽ cho các em nghe qua bài tập độc nhạc một lần. Chúng ta chú ý lắng nghe và cho cô biết cảm nhận của mình về tính chất của bài tập độc nhạc. Như vậy chúng ta đã nghe xong. Các em thấy bài tập độc nhạc có tính chất như thế nào? À, với bài tập độc nhạc số 2, chúng ta sẽ thể hiện với tính chất nhẹ nhàng, tha thiết và chúng ta sẽ đọc với tốc độ vừa phải. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập độc nhạc. Trước tiên, chúng ta nhìn thấy bài tập độc nhạc được viết ở nhịp 3-4. Chúng ta chú ý các ký hiệu sau khóa son. Chúng ta nhìn thấy có một dấu thăng kết thúc bài ở nốt mi và ở nốt rê, có nốt rê thăng. Như vậy, bài này được viết ở giọng gì các em? À, bài này sẽ được viết ở giọng mi thứ hòa thanh bởi vì có âm bậc 7 là nốt rê, tăng lên nửa cung so với mi thứ tự nhiên. Chúng ta tìm hiểu tiếp về cao độ. Chúng ta có các nốt được sắp xếp từ thấp lên cao, đó là xì, rê thăng, mi, pha thăng, son, la, si, đố, rế. Về trường độ thì chúng ta chú ý cho cô những hình nốt sau đây. Chúng ta có nốt móc đơn, nốt đen, nốt trắng chấm dôi, dấu lằn đen và chùm ba nốt móc đơn hay còn gọi là liên ba. Đối với âm hình tiết tấu này thì chùm ba nốt móc đơn nó sẽ có giá trị bằng một nốt đen và nó bằng một phách. Về các ký hiệu có trong bài, chúng ta chú ý dấu luyến hai nốt nhạc ở chữ phố và chữ đêm, dấu luyến ba nốt nhạc ở chữ gió. Đó là các ký hiệu có trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ
chia câu bài tập đọc nhạc. Với bài tập đọc nhạc số 2, chúng ta sẽ chia làm 4 câu. Câu 1, từ đầu cho đến nốt si trắng chấm dôi. Câu 2, nốt xì đen cho đến nốt mi trắng chấm dôi. Câu thứ 3, nốt rê đen cho đến nốt si trắng dấu làn đen. Câu 4, nốt si đen cho đến hết. Chúng ta thấy ở đây điểm chung đó là kết thúc mỗi câu đều có nốt trắng chấm dôi. Chúng ta sẽ ngân dài đủ 3 phách. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát âm hình tiết tấu chủ đạo của bài. Đối với bài tập đọc nhạc số 2, cô sẽ có hai mẫu âm cho các bạn thực hiện. Mẫu âm thứ nhất đó là ở câu 1 là đen 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 trắng, đơn 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 trắng chấm dôi. Và mẫu thứ hai đó là đen 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 đen, đơn 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 trắng chấm dôi. Thế nào? Chúng ta sẽ có mẫu A và mẫu B. Bây giờ các bạn sẽ quan sát và các bạn cùng thực hiện bộ tiết tấu nhé. Chúng ta cùng vỗ mẫu A. Các em thực hiện lại lần nữa. Rất tốt, chúng ta chuyển sang mẫu B. Chúng ta thực hiện mẫu B lần nữa. Rất tốt. Các em thực hiện rất tốt. Bây giờ cô mời chúng ta sẽ cùng luyện đọc lại gam bi thứ hòa thanh trước khi chúng ta vào học tập đọc nhạc từng câu. Chú ý, âm mặt 7 của nó nha. Thêm một lần nữa thấy rõ hơn điều này. Chúng ta thực hiện rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào dạy tập đọc nhạc từng câu. Mỗi câu các bạn sẽ nghe cô đàn giai điệu trước, sau đó các bạn thực hiện. Chúng ta chú ý nốt trắng ngân hai phách. Nốt trắng chấm vôi, chúng ta sẽ ngân dài 3 phách. Chúng ta cùng đánh theo nhạc nha. Cô sẽ cho mấy em nghe nhạc 3 lần. Lần thứ nhất, chuẩn bị. 1, 2. Lần 2. Chuẩn bị. 2, 3. Cuối câu chúng ta ngân dài ra cho đủ 3 phách nha. Chúng ta cùng hát lần thứ 3. Chuẩn bị 2, 3. Rồi chúng ta sang câu số 2. Chúng ta cùng lắng nghe cũng là 3 lần nha. Lần thứ nhất, chuẩn bị 2, 3. Lần 2. 2, 3. Lần 3 chúng ta cùng nhau hát. 2, 3. Nhớ là ở cuối câu có nốt trắng chấm dôi, chúng ta ngân dài ra cho đủ 3 phách. Chúng ta sang câu số 3. Chúng ta cùng lắng nghe lần thứ nhất. Ở câu này chúng ta chú ý cho cô ở chỗ hình nốt trắng chấm dôi này nha. Chúng ta sẽ ngân dài ra đủ 3 phách. Đếm 2, 3 rồi chúng ta mới qua cái chữ đầu là nốt này. Rồi chúng ta lắng nghe lần thứ hai. Chuẩn bị 2, 3. Hai ba,
cùng hát. Lần thứ 3, chuẩn bị 2, 3. Chúng ta là quý câu này, chúng ta quên, chúng ta hát vào liền. Đếm 2, 3 thì chúng ta mới vào nha. Chúng ta sang câu cuối cùng nha. Nhớ là sau mở câu chúng ta phải nhân già ra cho đủ ba phát nha. Bây giờ chúng ta sẽ ghép lại cả 4 câu của bài tập đọc nhạc. Các em nghe nhạc và hát theo. Cô mời các em chúng ta cùng đọc lại tên nốt một lần nữa, kết hợp với vỗ đệm theo tiết tấu như hai mẫu tiết tấu lúc nãy chúng ta đã thực hiện. Các em nghe nhạc và thực hiện. Hiện rất tốt. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta sẽ cùng đọc tên nốt và ghép lời ca, hoàn chỉnh bài tập đọc nhạc. Chúng ta sẽ thực hiện cho cô 2 lần. Các em nghe nhạc. Chúng ta thực hiện rất tốt. Bây giờ cô mời cả lớp cùng đọc nốt, hát lời, kết hợp với vỗ tiết tấu một lần nữa. Các em đọc to rõ ràng, ngon đủ 3 phách ở cuối mỗi câu. Các em nghe nhạc và thực hiện. Như vậy là cô trò chúng ta đã học xong bài tập đọc nhạc số 2 và cô có một số dặn dò về nhà. Chúng ta hát thuộc lời bài hát Nụ Cười, kết hợp vỗ đệm nhịp nhàng và vận động theo nhịp. Đọc đúng cao độ, trường độ, hát thuộc lời ca bài tập đọc nhạc số 2. Chúng ta xem trước tiết 6 sách giáo khoa âm nhạc 9, tìm hiểu đôi nét về nhạc sĩ Tchaikovsky. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe, học tập tốt. Thân ái chào tạm biệt các em.